Lấy tâm tha thứ cho mình để tha thứ cho người. Bạn xem mình mỗi ngày tha thứ cho người khác được mấy lần? Nhưng mà một ngày chúng ta lại tha thứ cho bản thân tới mấy lần? Rất nhiều lần. Cho nên chúng ta lấy thái độ tha thứ cho chính mình mà tha thứ đối với người khác. Như vậy sự khoan dung đó mới có thể toàn diện. Rất nhiều bằng hữu đều sẽ thành tâm đối đãi với bạn, giả lại lấy tâm trách người, tức là cái tâm trách móc người khác một cách cay nghiệt, để mà trách móc khuyết điểm của chính mình, liền quả quá, thì sự tu dưỡng của bạn mới nâng cao được rất nhanh. Cho nên có thể dùng khoan dung tha thứ thì có thể xoay chuyển được cơn thịnh nộ, việc này mới có thể giải quyết được căn bản. Cũng chính là công phu thay chuyển ý niệm rất quan trọng. Dù là người nào thì bạn cũng có thể khoan dung tha thứ, thậm chí là bất kỳ người nào bạn cũng có thể cảm kích họ, cảm ơn họ. Lúc trước đã nói chuyện qua với các vị một cái quan điểm, nói theo logic một chút thì không có một ai đi được vào trong nội tâm của bạn. Câu nói này có đạo lý hay không? Có. Hiện tại có ai đi được vào trong nội tâm của bạn hay chưa? Không có. Bạn đang suy nghĩ điều gì thì tôi không cách nào dừng bạn lại được. Cho nên chân thật tổn hại đến bạn là ai vậy? Là chính bạn, đúng vậy. Cho nên khi một người có thể luôn luôn khoan dung, thậm chí có thể luôn luôn mang lòng cảm ơn, thì tính khí phẫn nộ của người đó sẽ tiêu hết. Cho nên hãy cảm ơn người đã tổn hại bạn. Vì sao vậy? Bởi vì họ đang rèn luyện tâm trí cho ta. Cho nên bạn xem một người lúc tiến bộ nhanh nhất là khi nào vậy? Là ở trong nghịch cảnh. Cho nên hãy cảm ơn người đã làm tổn hại bạn, bởi vì họ đã tôi luyện tâm trí cho bạn, khiêu khích làm, dấy khởi năng lực của bạn, rèn luyện cho đó. Và hãy cảm ơn những người lừa gạt bạn, bởi vì họ đã làm cho bạn tăng thêm trí huệ và kinh nghiệm. Mặc dù sao cũng đâu bị người ta lừa gạt cả đời chứ. Sau khi bị lừa rồi thì bạn sẽ càng biết cách để phân biệt thị phi thiện ác. Vì thế mà chúng ta phải có tấm lòng cảm kích này. Cảm kích người đã làm cho bạn vấp ngã. Họ không phải là lấy chân cản cho bạn té, mà chính là luôn ngăn trở làm hỏng việc của bạn, làm ra một số khảo nghiệm. Bạn phải nên cảm tạ những người làm bạn vấp ngã này, bởi vì họ đã làm cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn, bởi vì họ đã củng cố thêm cho năng lực của bạn. Hãy cảm ơn người đã bỏ rơi ta. Rất nhiều bằng hữu nghe đến câu nói này có thể sẽ không có cách nào để tiếp nhận. Hãy cảm tạ người đã bỏ rơi bạn, bởi vì họ đã dạy cho bạn biết tự lập. Con người trong cuộc đời này, bạn không thể chỉ biết dựa dẫm vào một ai đó. Người đáng nương dựa là chính mình. Một người mà thường hay dựa dẫm người khác thì bạn sẽ sống trong sự lo được lo mất mà thôi, không có niềm vui chân thật. Cho nên hãy cảm ơn họ đã ruồng bỏ ta. Vậy chúng ta phải tự lực tự cường. Cảm ơn những người khiển trách ta. Họ thường xuyên nói với bạn những lời ác, bạn hãy cảm tạ họ, bởi vì họ đã làm tăng trưởng định huệ cho bạn. Họ nói lời ác với bạn như vậy mà bạn vẫn có thể như như bất động, vậy thì việc tu dưỡng của bạn đã nâng lên rất nhiều. Đợi họ mắng bạn xong mà liền nói: xin cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm cho tôi. Họ mà nghe thì như thế nào? Giật mình ngạc nhiên mà không mắng được nữa. Cho nên khi con người đối diện với sự tổn hại lừa gạt, đối mặt với những thái độ sai lầm ác liệt của người khác đối với bạn, mà bạn vẫn có thể tâm bình khí hòa để cảm tạ họ, người bạn như vậy sớm muộn gì cũng được cảm hóa bạn. Bởi vì sự tu dưỡng này của bạn nhất định sẽ dấy khởi được tâm sám hối ở họ.
Bạn là dùng đạo đức tu dưỡng của mình để làm thức tỉnh tâm sám hối của họ. Bạn có thể chuyển đổi ý niệm như vậy, không chỉ không còn sự phẫn nộ, mà quan trọng hơn còn thành tựu được người khác có cơ hội tu học đạo đức thánh hiền, đều có thể sản sinh khả năng như vậy. Được rồi, cho nên đây là trừng phẫn.